Kính chào quý vị khán giả. Hôm nay mình sẽ làm một món về cốm đi. Cốm là để cho mời anh Duy và khán giả thưởng thức vào món liên quan đến cốm. Cốm là một trong những món ăn mà về Hà Nội thì không thể thiếu được. Mình sẽ làm một món về cốm. Chưa biết làm món gì về cốm nhá. Bây giờ anh em mình sẽ đi ra chợ để mua bán như kiểu thịt thà, giò sống các thứ là để làm món về cốm này. Xin mời mọi người. Trên con phố Hàng Than đây, đây chỗ đây là chùa Hòe Nhai đây, quý vị thấy đẹp không? Bây giờ đi ra đây là quý vị biết đâu mình sẽ đi mua cốm để hôm nay đãi ông anh Duy món này đây, chắc là nhớ quê hương luôn đấy. Chị gái bán cốm à chị gái? Cốm bao tiền một lạng hả chị? Rắt thế. Bán bằng nhà hàng đấy em, đi nhà hàng. 100.000 lượt cân à? Có hai loại nhá, cốm này là cốm me này, cốm này là cốm rót này. Nhưng mà cốm rót thì mình phải ăn ngay, cốm me thì em để đến chiều thì phải. Em chắc em làm chả cốm ấy. À, chả cốm em đến loại này, nó gón cục em không làm được. Ngay rồi. Cốm me em làm. Cốm này là cốm bánh tẻ đúng không? Đúng rồi, cốm này là cốm nếp nên là gọi là cốm lá me. Cốm lá me mà. Bánh tẻ thì làm sao được làm một cốm được. Đây là gạo nếp, lúa nếp thì mới làm thành cốm. Em làm chả thì em lấy loại này, còn cái này là chỉ ăn ngay. Thì cho em bốn lạng này. Bốn lạng. Nhiều cốm là chính nhỉ? Đúng rồi. Nhưng mà cốm mùa này đâu phải mùa đâu đúng không chị? À, cốm này là cốm tháng 11. Cốm tháng 11 à, người ta mua về, người ta xay sát các thứ, xong người ta giã. Làm nguyên cái cốm này xong người ta giã, cất lên ngăn đá. Để lên ngăn đá. Cốm này cốm ăn luôn nhỉ? Ăn luôn, đúng không? Người ta để lên ngăn đá, người ta bảo quản với em. Xong rồi, đấy, trong mùa này mới có cốm để Bốc, từ lưỡi của chị đến nửa lạng rồi. Rồi, chị gái bán cốm xinh nhở? Bốc ăn rất hàng, đúng không? Ngon lắm. Em làm món này ăn là nhớ quê hương luôn đó. Thế à, nhớ luôn đúng không? Quá nhớ quê hương luôn. Đấy, cái đấy là ăn ngay, còn cái này thì em làm chả cốm được mà em làm xôi cốm cũng được. Chùa Hòe Nhai. Chùa này em có hay đi lễ chùa này em ạ? Tầm 1 là hay chùa này. Đang có khóa lễ hôm nay hết khóa. Vậy hết khóa rồi. Khóa mới. Chùa Hòe Nhai là những cái chùa cổ ấy, chùa cổ là thời hồi xưa là thời giờ các bà ấy, nhiều thời bà đội em hay đi chùa Hòe Nhai, chùa Hòa Đá rồi còn thứ ấy. Đấy, đi. Quên ạ. Quý vị, đây là chợ Thanh Hà quý vị ạ. Đây là thêm một thành phần nữa là mình phải mua thịt để mà xay ra. Em gái ấy thì là khoai mấy đồng? 15. Ủa, cho anh 3 lạng đi. Bây giờ xay cho anh 2 lần nhá. Mấy ạ? 3 lạng là khoai xay nhá. Cũng mềm mềm, xay 2 lần mới là xay cho anh đỡ mỡ vào. Bây giờ lạng khoai xay đây. Cho hẳn là... Ôi giời ơi, cái này đâu xong rồi đó. Thôi em dừng lại nhé, em xay một tí đã. Đang xay gì được? Thịt bò. Có mùi bò rồi. Còn chỗ đấy này hết ạ? Một lần như gì? Thịt bò xay này làm spaghetti hả anh? Pizza. À, pizza. Bò băm ấy đúng không? Rồi, xay luôn đó. Xay 2 lần nhá. Cái này anh biết
này không? Không. Làm gì? Có mấy cú nào được em? Ngoài như vậy. Thử gửi em à. Xay cả mỡ rồi, xay 2 lần rồi đúng không ạ? 2 lần rồi. Đi chợ như đàn bà nhỉ. Con sơn quạt mấy quả? 3 tiền cân à? 25 nghìn. Cho em lửa cân. 15.000 đó ạ. Cho em 3.000 thôi. 3.000 tỏi được bao nhiêu? Em dùng ít mà. Được có 3.000 lẻ này. Em dùng ít rồi mà. Chứ cho cả 20.000 nữa. Cho cả 20.000 vâng. 20.000. Không bị đắng đúng không? Ừ. Dưa nếp đúng không? Dưa nếp. Dưa tan. Ok đấy. Thì quý vị, đây là giò chả ở phố Hồng Vải nha. Bà này là chùm giò chả. Ở đây rồi. Bao tiền hả cô ấy? Đấy, hôm nay mua hàng lịch sự giả tiền. Đến xưa tôi mua của cô ấy giả đâu. Bao tiền hả cô ấy? Thì cô hát bà... lấy 70.000 cho chẳng. Ấp úng ấy. Cháu gửi đấy. Lửa cân ít không nhở? Có cho 100.000 đi cô ơi. Chả cốm là mà có môn này rồi. Đây, cho 8 lạng. Úi dồi ôi, sướng thế. Chưa mấy thằng ăn cho tê tu. Ra lại 100 nữa nhá. Rồi ok. Ở đây quý vị là có ăn bánh dày giò không? Ăn bánh dày không? Cho cháu 2 cái đi. Bánh dày giò. Nhưng mà cháu chỉ ăn... Cháu ăn chả, nhưng mà cháu chỉ ăn 1 cái ấy thôi nhá. Nhiều chả. Đúng rồi ạ. Em ăn thịt caramel. Giò bò hay là gì? Mẹ ơi, con 1 cân giò sống. Thế bao tiền là cô ấy? 2.000 2 đứa đi. Ok quý vị ạ, 20.000 hai đứa. Đó gửi rồi. Anh cháu làm vlog à? Em có xem kênh Hà Nội Phố đấy không? Hà Nội Phố á? Về mà xem kênh LED căng rồi đấy. Ok em xem. Rút bạc rồi đấy. Đó. 200 mấy nghìn người rồi đấy. Về xem đi. Đây giới thiệu mọi người, đây là thiếu gia của nhà giò chả đây. Ôi. Thưa quý vị ơi, đây là những cái gia giảm mà mình đã mua sẵn đây rồi. Thịt xay này, giò sống này, thịt xay, giò sống và cốm, linh hồn đây rồi. Đây là dưa chuột, mình sẽ làm dưa góp và tỏi. Và đầu tiên ta cứ vệ sinh thực phẩm là ta cứ ngâm nó tí nước muối đã. Ngâm luôn mấy ông dưa chuột vào đây, dưa chuột này nó lắm thuốc sâu phết đấy. Xong một thớ. Đập tỏi, băm tỏi quý vị ạ. Băm tỏi để làm dưa góp mà có tỏi, ớt, muối, đường, giấm. Thơm phức luôn. Ok men. Trong đoạn tiếp theo là mình sẽ đem ra mình trộn thịt xay và cốm, giò sống. Mình phải trộn vào trong cái xoong này cho nó nhiều thịt xay. Thực ra cái chả cốm này thì nó sẽ chỉ có một gia vị là gia vị thôi, chứ mình không cho tỏi hay là hành vào nhá, thì nó sẽ giữ lại được cái mùi cốm. Đấy, giò sống đây quý vị ạ. Đấy, giò sống của phố Hồng Vải đây. Lét căng. Đấy. 4 lạng cốm liền cơ mà.
rồi, cả một nồi này làm chả cốm thì hết sảy. Rau ăn mình sẽ trộn vào đây để cho nó mềm, nó sẽ làm độ mềm. Họ ta trộn lên rồi. Quý vị nhớ và trộn thật đều nhá, thật đều để cho trục cốm hòa quyện với cả giò sống và thịt. Thực ra các hàng người ta làm bán ấy thì người ta chỉ gọi là chạy qua hàng cốm thôi. Đây mình làm là mời khán giả và anh Duy thì chắc là cốm là chủ đạo rồi. Khi trộn lên là thấy mùi thơm rồi đấy. Quý vị nhớ mà làm phải trộn thật đều. Và nhà lại mỏi tay phết như này. Món chả này thì không cần phải hạt tiêu gì cả. Ôi dồi ôi, cầu kỳ khét đấy chứ. Khi mà trộn được một lúc rồi thì mình sẽ cho thêm nếm gia vị. Mì chính và gia vị. Hồi cứ làm nhạt cho dễ ăn các bạn ạ. Nhạt thì thiếu đâu thì chấm. Mình vào bếp thì mẹ mình bảo ông này mà vào bếp thì cái gì cũng tốn. Tốn đu thứ trên đời. Rồi bày vẽ tí hả? Uầy, làm quá. Đi nặn chả cốm. Chả cốm ngoài hàng chắc là người ta làm người ta sẽ có cân đo đong đếm. Thôi mình ở đây mình cứ làm cái chả cốm to thôi. Ăn nó đẫy mồm phải không? Đây một công đoạn nữa là gì quý vị biết không? Mình sẽ xoáy dầu vào tay đây cho đỡ dính. Không làm thì thôi chứ làm là nó phải nét căng. Thơm lắm chứ, thấy thơm mùi cốm rồi. Đấy, quý vị thấy chưa? Khi mà cho ít dầu ăn vào găng tay này thì miếng chả nó sẽ không bị các cái miếng này nó sẽ không bị dính vào nhau. Một chú quả to thế, nhiều cốm, nhiều thịt, nhiều trứng, nhiều rau sống, cái gì nhiều. Chả cốm này ngoài kia người ta bán 5.000 cái, chắc tôi làm này phải bán 2 xị. Mình làm về cái chả cốm này ấy, cho những người ở Việt Nam mà xa xứ không có cơ hội hoặc là chưa có điều kiện về Việt Nam thưởng thức thử. Có đặt thì mình làm thôi nhá. Làm đây là chả tính công, tính xá hay đâu. Mời bữa bia. Chả cố mới dán xong đem ra bia uống thì cũng quá là ok chứ. To không? Nhà to là trông nó cũng phù hợp với cả người mình. Ăn to nói lớn nhỉ. Xuồi. Đấy. Đấy. Mình sẽ hấp 6 cái 1. Chắc chỗ này phải được 18 cái, 20 cái đấy. Hấp làm 3 lần đi. Chỗ này mình sẽ không gọt vỏ cho quý vị nhé. Không gọt vỏ để nó giữ độ giòn. Gọt vỏ sẽ không giòn được quý vị ạ. Anh Duy anh thích ăn rau cỏ nhiều rồi mình cứ làm luôn nhiều dưa chuột. 20.000 mà được 4 quả dưa chuột này không phải có đắt không nhỉ? Xong một công đoạn. Cho gia vị muối đường vào đây. Đếm luôn mát xem cô bé kia bảo dưa chuột này có nếp không ạ? Đây không phải nếp rồi nhưng mà không đắng nào được. Đấy vừa bạn làm xong nồi bát dưa góp này để đây cho nó ngấu. Cái này sôi là vừa. Ta đem lên ta hấp chả cốm. Em để anh công đoạn nhanh không? Trong lúc chờ chả cốm là quá nét luôn cái bếp dã chiến nhà mình. Quý vị nhớ để nguội tí này. Ôi quý vị ơi. Wow. Em đã thấy thơm mùi cốm chưa? Đây, quý vị này, cốm này. Thịt giò. Lần đầu làm được như này tỷ lệ này là chắc cũng nét rồi. Quý vị mình cứ đâm thử một cái ra xem nó chín chưa. Đấy, chín rồi này quý vị ơi. Đây là gần như là cái công đoạn hấp này đã là
đã là chín khoảng tầm 70% rồi. Chứa lên đợi anh Duy đến là ta dán vàng lên này không? Dán vàng lên thôi. Đây là nồi xôi này quý vị này. Đấy. Cái công đoạn mà ngâm gạo với cả thổi xôi thì lần trước mình cũng có làm một video về từ thiện đấy rồi. Thì bây giờ công đoạn là xôi này thì mình đang đổ sẵn đây rồi. Đổ cho nó thêm tí nữa cho nó kiểu mềm hẳn hạt xôi ra. Xôi ăn chả cốm với cả maji, dưa góp nữa thì còn gì bằng nữa. Ăn chả cốm này quý vị đừng tiếc dầu nhá. Hãy ngập dầu chả nó mới vàng. Mình để nó mỡ thật ra. Xôi đã chín rồi. Thử miếng xem nào. Đúng rồi. Xôi dẻo hết đấy. Anh cậu này trong một tướng đầu bếp chưa? Đấy, bạn cho nó lửa nhỏ đi tí đấy. Mình nhớ nhá, phải dán chất vàng. Hay không vội được. Ngắm những cái chả này bị vào chảo cũng hay hết đấy. Hôm nay không có vợ ở nhà đỡ là cũng vất vả phết đấy. Chứ còn làm hộ mấy thứ. Trước khi đi vợ mình bảo là hôm nay tôi không ở nhà, tôi phụ ông thôi. Quý vị có biết vợ tôi mình có bảo gì không? Sảnh ra mới biết béo gầy ấy. Không có vợ bắt đầu khó làm. Đấy, có nhiều khi có vợ là những cái công việc gọt rũa các thứ hay là gì đấy người ta còn làm hộ mình được. Thế con ăn chả cốm không? Này, đi đâu đây? Con đi lên con gái mình đây. Đấy, nó là chồng em đi nhá. Vâng. Thôi bố làm chả cốm cho ăn. Miếng chả cốm đã vàng ruộm rồi. Vàng ngon luôn này. Tắt bếp. Đây mình sẽ dán, mình là đây là mình dán qua rồi, xong rồi tí nữa dán lại thêm lần nữa thì giòn luôn, cái gì làm hai lửa cũng ngon. Ở đây lại còn một mẻ chả nữa là chuẩn bị ra lò nơi rồi. Quý vị nhớ nhá, hấp xong rồi là phải để ra một lúc. Rồi mình cho vào mình dán. Vâng, thưa quý vị, hiện tại Duy đang đứng trên phố cổ Hàng Vải. Và đây là cái món quà của Duy mang đến nhà Dũng. Món quà này cũng rất là ý nghĩa, thưa quý vị. Đây là món quà mà Duy mua ở siêu thị. Và cái thời gian đang cái dịch này thì những cái nông sản của người Việt ý không nhập đi được đâu được. Bởi vì cái thị trường nông sản nhập của người Việt ý chủ yếu là sang Trung Quốc. Cho nên là Duy cũng mua những cái mặt hàng như dưa hấu như này để giải phóng, cũng như là giúp một cái phần nhỏ cho bà con nông dân. Và quý vị cũng thế nhé, nhớ ủng hộ người nông dân Việt Nam. Đây nhà bạn Dũng đây rồi. Chào các con. Con chào cô. Vâng. Anh Duy. À, hello em. Ở đây vẫn phải đeo khẩu trang. Vào nhà em rồi không phải đeo khẩu trang đâu. Vẫn đi giày vào được. Vâng, thoải mái anh ơi. À thế à? Trời Hà Nội đang lồm đúng không em? Vâng, nồm lắm anh ơi. Nên nhà đổ mồ hôi. Trời ơi. À, nhìn cái món đặc trưng thế hôm nay xem Dũng sẽ có cái món gì đại anh này. Anh ơi, chả cốm Hà Nội. Ai? Ôi ôi. Đúng quá. Trông chả cốm anh đã thấy có nhiều hình dáng thế này là thực sự là chắc là cái chất lượng nó mới ngon đúng không? Chọn chọn anh ơi, mình làm không được như nhiều nhà hàng, người ta làm đẹp, người ta có khuôn. Thôi em mà cứ làm tay làm mộc thôi. Người thấy mùi cốm mà anh lại nhớ tới mùa thu Hà Nội. Bây giờ cốm người ta cũng quanh năm rồi mà anh. Anh quý vị ạ, hôm nay là mời anh Duy Hà Nội phố và gửi đến toàn thể quý khán giả là món chả cốm Hà Nội. Sai. Hấp dẫn quá. Mình sẽ dùng cỗ lá bản mường đây anh ấy. Ừ, ngon quá. Đây, có cả dưa góp đây. Anh có mang cái túi to, túi nhỏ đấy. Anh có quà cho gia đình. Sáo. Không, cái này là quà gọi là tráng miệng thôi. Em xin. Lá chuối lấy đâu đây? Dạ. Lá chuối lấy đâu đấy? Lá chuối, cả công đoạn vất vả lắm anh. Cũng đi ra xin cái chị Bánh Khúc đấy anh. À, xin chị đúng không? Mùa này thì không kiếm được lá sen rồi đúng không? Có lá sen thì đúng là chuẩn vị đấy. Có lá sen thì nét căng luôn đấy. Nóng đúng không? Nóng quá rồi, dán giòn, nóng ơi nóng.
Em làm thì em thích làm hai lửa, cái gì em thích làm hai lửa nó sẽ tăng độ giòn anh ạ. Anh ơi, hồi mời anh dùng bữa luôn đi, dùng cơm luôn rồi. Vừa đến vừa vặn đúng bữa này không? Em thì chắc là đũa thì em sẽ chỉ dùng em gắp chả khốm thôi, còn xôi em thích ăn bốc. Thịt gà xuống nếp đàn bà mà anh ạ. Trong ba thứ đấy phải dùng đến tay đấy, lại nói lại. Anh dùng đũa quen rồi, với lại anh di chuyển ở ngoài cho nên anh dùng cái này cho nó vệ sinh. Xin mời quý vị nhá. Gia đình em đâu? Dạ. Gia đình đâu? Bố em, trẻ con nó toàn ngủ đến 11 giờ đợi ăn sáng rồi. Thật giận quá, rồi anh sẽ thử cái món chả của em. Nhìn rất là thòm thèm đấy em ạ. Và bự không anh? Ừ, rất bự, đúng là người nào thì đồ ăn cũng như thế. À, anh nhìn nào. Ở hàng làm sao mà có được nhiều cốm này. Xin mời quý vị thử chả cốm rụng béo đây xem nào. Mời quý vị. Cốm thơm à? Rất thơm, rất tuyệt vời. Ngoài giòn sụ luôn mà lại rất là nóng hổi nữa chứ. Trong em dẻo mềm ngọt. Thơm cốm. Em mua cốm ở đâu mà em giống như là cốm tươi đấy. Ở đây là mua cốm tươi luôn anh. Cốm tươi á? Tươi. Hết mùa rồi mà. Đấy, thế mà người ta có về cốm người ta làm ở cái làng ngày hôm nay phỏng vấn chị là làm làng Mễ Trì. À Mễ Trì. Chắc là cốm tươi là họ vẫn lưu được gạo đúng không? Sau đó thì ăn họ mới nấu lên. Cúng tháng 11 anh ạ. Thơm nhỉ? Quá, ngon quá. Lần đầu làm mà ăn được cái này rất là ngon đấy. Hôm nay có được hỗ trợ của bà xã không em? Hôm nay bà xã đi làm anh ạ. À thế à? Anh rất là ấn tượng ở cái tỷ lệ cốm với thịt rất là đều nhau. Anh nghĩ là 50-50 à? Vâng đúng rồi anh. Ăn rất dẻo mềm thơm. Đó, tỷ lệ 1-2. Hôm nay mua 4 lạng cốm này. 8 lạng vừa giò sống vừa thịt xay. Cốm thì anh thích chấm với lại tương ớt hơn. Tương ớt anh, rồi em có tương ớt anh. Đúng là dụng rất là chịu khó ấy. Thổi cả xôi này. Xôi nóng. Tuyệt vời thưa vị. Xôi dẻo thơm ra phết em ạ. Em đồ hai lần đúng không? Vâng, đồ hai lần. Anh ở nhà em chỉ có tương ớt ta thôi nhá. Tương ăn phở ấy ạ. À thế à? Vâng. Cũng ngon. Nhà em là chấm lại chuyên chấm tương ớt ăn phở. Đấy, anh truy thử đi. Tí dưa góp nữa, đúng không anh? Giảm tí dưa góp nữa, đỡ ngấy. Không, em làm này anh ăn cảm giác không ngấy đâu. Và thêm tương ớt nữa thì có thêm cái vị cay bùi. Lúc khi em... Thơm dẻo ngon lắm. Hôm nào vào mùa cốm, anh mình làm cái món gọi là xôi cốm đi. Xong rồi ăn xôi cốm xong anh em mình... Trẻ em đã nấu một nồi chè cốm đó, đấy. Cốm xào nữa, cốm của Hà Nội thì nó là cốm mùa thu rồi anh. Và những cái món cốm ấy thì có rất là nhiều món đúng không? Cốm chỉ cần là chấm chuối thôi cũng rất ngon. Đấy, cốm chấm chuối anh. Dưa góp to đấy. Em thấy anh ăn rau nhiều, em nghĩ em phải làm nhiều. Chứ em làm chỉ một bát bé. Anh ấn tượng nhất ở cái chả cốm này của em làm lần đầu là cái gì? Ấn tượng thì cái hình dáng này anh... Hình dáng là xấu rồi quá. Ừ, hình dáng này anh bỏ qua nhá. Hình dáng này không... Nó không phải là xấu mà nó rất là tự nhiên. Đúng theo kiểu nhà làm. Tự nhiên đúng không ạ? Ấn tượng. Đầu tiên đó là anh nhai chả cốm, đó là cái giòn sụm ở phía ngoài. Rồi. Rất là nóng hổi luôn. Nếu mà không nếu mà ăn không cẩn thận là bỏng ấy. Và cái vị tỷ lệ cốm với thịt nó rất là đều nhau. Khi ăn thì thơm của cốm, vị ngọt của thịt rất là ngon. Cho điểm 10 về vị thưa vị, rất ngon. Món xôi dịu cho 10 điểm. Khi đến nhà Dũng thì mọi thứ phải cho 10 hết, thực sự ăn rất là ngon đấy. Để một lần sau Duy còn đến nữa chứ. Khôn như anh đi là phố em đây gặp. Chắc là em nghĩ là cái món chả cốm này mình mà bán, mình mà làm ra này bán chắc phải 20.000 cái. Chả cốm ngoài kia bán có 5.000. Đúng rồi. 5.000 bé tí mà ít cốm. Ngoài kia làm sao mà ngon thế này. Thứ nhất là chả cốm ngoài kia thì họ mỏng. Mỏng. Thứ hai nữa là rán ở phía ngoài nữa. Có thể là mỡ nó không được tốt hoặc là vệ sinh nó không tốt bằng ở nhà đúng không? Chuẩn rồi anh ạ. Vậy tiếp theo nữa là cái tỷ lệ này. Tỷ lệ làm sao được như này, chả cốm ở bên kia lác đác thôi. Vâng thưa vị, lại một lần nữa Duy lại có những cảm giác nó luôn có sự gần gũi của người phố cổ. Mà đại diện người phố cổ đó là bạn Dũng ở đây, thực sự rất là thân thiện.
Duy rất là thích. Quý vị nhớ nhấn like để ủng hộ anh em Duy và Dũng, để anh em Duy với Dũng có nhiều động lực hơn làm những cái món ăn tự làm này hơn. Thực ra những cái món tự làm này rất là vất vả ở cái vấn đề đi lại này, rồi nấu nướng này, cả về chi phí nữa. Của một đồng công một lẻ nha. Đi ra ngoài có khi lại ăn lại còn nhanh và gọn hơn, nhưng mà ở nhà nó lại có một cái hương vị khác. Ăn thực sự là Duy rất là thích thú trong cái bữa ăn ngày hôm nay. Và thưa quý vị nhớ nhấn đăng ký kênh Hà Nội Phố cũng như nhấn like trang Facebook Hà Nội Phố để khi Duy up lên những video mới nhất, quý vị và các bạn sẽ là người đầu tiên được xem chúng. Để liên hệ với Duy thì gọi điện cho Duy theo cái số điện thoại Duy để trong phần mô tả. Và trong những video tiếp theo thì Dũng là một chàng trai phố cổ, thì anh em Duy sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và bạn những cái món ăn rất là Hà Nội, rất là phố cổ trong tương lai. Quý vị nhớ nhấn like và chia sẻ kênh YouTube Hà Nội Phố. Kênh đấy như là một cầu nối cho mọi người đỡ nhớ quê đây. Hôm nay cả cốm rồi, hôm trước là ốc chuối đậu đúng không anh? Sẽ còn những món mà anh em mình sẽ đi trải nghiệm vỉa hè, tiếp tục lại khám phá tiếp vỉa hè, ngõ ngách hẻm ở trong Hà Nội. Thú vị phết quý vị ạ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.